Chào các bạn, hôm nay Phong Thủy May Mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Bính Tý 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, Phong Thủy May Mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Bính Tý. Trong năm 2020, con giáp này dễ gặp phải tiểu nhân, dù là tình cảm hay là tài lộc cũng đều bất ổn, dễ phải đối mặt với tổn thất cả tình và tiền. Phong Thủy May Mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù làm bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với Phong Thủy May Mắn để nhận được phần quà này nhé. Ngay sau đây thì Phong Thủy May Mắn sẽ phân tích về tuổi Bính Tý trong năm 2020. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Giản. Con giáp thuộc niên mệnh này bản mệnh nạp âm là Giản Hạ Thủy, có ngày sinh từ 19 tháng 2 năm 1996 đến ngày 6 tháng 2 năm 1997. Về năm mệnh, tuổi 1996 nam mạng năm 2020 sẽ có sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu trong phong thủy được biết đến là hung tinh thuộc ngũ hành hỏa. Người Bính Tý có sao này chiếu mệnh thì có thể gặp phải nhiều rắc rối liên quan đến lời ăn tiếng nói, dễ gây hiểu lầm với mọi người, hoặc xấu hơn có thể gặp tranh chấp kiện tụng. Ngoài ra thì tuổi Bính Tý cũng nên đề phòng những bệnh liên quan đến tai mắt hay là tai nạn bất ngờ. Đối với sao hạn, người Bính Tý sẽ gặp phải sao hạn tam kheo. Người Bính Tý gặp phải sao hạn tam kheo thì cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng những bệnh về mắt khiến bạn suy giảm thị lực, đồng thời chú trọng phòng tránh tai nạn bất ngờ ảnh hưởng tới tay chân. Xét về sự nghiệp, cung đặt mệnh tử vi tuổi Bính Tý nam mạng 2020 có các sao Phượng Cát, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về công việc làm ăn không được tốt, gia đạo bất hòa. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Bính Tý năm 2020, con giáp này có Tỷ Kiên chiếu mệnh, Tý Thủy tọa Thái Tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi việc thuận lợi, suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tý, người cầm tinh con chuột nếu dành thời gian học tập bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng vượt xuất sắc qua các kỳ thi, sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Thiên can canh kim dưỡng cho Tỷ Kiên Tý Thủy của tuổi Bính Tý nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như là lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu đề ra thì cần phải nỗ lực mà cố gắng hết mình. Chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như là bia, rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập, bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần bản thân mất kiểm soát thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nam mệnh Bính Tý nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Xét về tài lộc, xem tử vi tuổi Bính Tý năm 2020 về phương diện tài lộc, con giáp này dễ nhận được sự giúp đỡ và nâng bước của trưởng bối. Những khó khăn trở ngại nhờ thế cũng dễ dàng vượt qua hơn. Bước đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của người cầm tinh con chuột. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này, có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nên đế chế của riêng mình. Đây là thời điểm rất tốt cho những bạn muốn bắt đầu khởi nghiệp đó ạ. Tuổi Bính Tý cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để tăng thêm độ dày cho ví tiền của mình. Bản mệnh có năng lực thực sự, có bằng cấp rõ ràng cùng với tham vọng và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái tăng thêm cho mức đãi ngộ hay là tăng lương, tăng thưởng. Ngoài ra, do Thái Tuế Tý Thủy quá vượng khắc chế yếu tố hỏa trong ngũ hành, mà hỏa vừa khéo lại là tài tinh của tuổi Tý, nên con giáp này cần phải lưu ý những điểm sau để tránh bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc. Hạn chế đi đến những nơi tối tăm,
ám khí, ở đó sẽ xua hết cát khí khiến cho may mắn rời bỏ. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Còn xét về tình cảm, vận trình tình duyên năm 2020 của tuổi Bính Tý có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên, do Thái Tuế Tý Thủy là cát tinh tỷ kiên của con giáp này, vốn là một trong bốn chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đối với tuổi Bính Tý, trong năm 2020 tình cảm gia đình không được tốt, vợ chồng có sự bất hòa giữa công việc, làm ăn và lời nói. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là sự hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức bù đắp cho tình yêu của mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn hãy thỉnh hồ lô hòa hợp để gắn kết vợ chồng. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ xua tan khi đôi bên luôn có ý thức bù đắp cho tình yêu của mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn hãy thỉnh hồ lô hòa hợp để gắn kết vợ chồng. Để vợ chồng hòa hợp thì hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc là kiếm gỗ đảo để hóa giải. Đối với nam sinh năm 1996 còn đơn thân thì trong năm 2020 là một năm tương đối khó khăn, có sự chia ly về tình cảm. Năm nay Thái Tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán bia, quán rượu. Tuổi Tý dễ vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình. Xét về sức khỏe, xem tử vi tuổi Tý năm Canh Tý 2020, con giáp này sức khỏe không được tốt lắm. Sức mạnh của tỷ kiên khá lớn, có cát mà có cả hung. Cung tam hợp tử vi tuổi Bính Tý 2020, nam mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Thiên Việt, Thiên Phúc, Tuế Phá, Thiên Hư, Phục Binh, Thai, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì trong nhà gặp nhiều chuyện buồn, chú ý xe cộ đi lại cẩn thận. Nhìn từ góc độ phong thủy thì năm 2020 thủy vượng, hỏa và kim chịu áp chế nên suy yếu. Mà hỏa bị thủy khắc nên con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp cũng như là bệnh về tim mạch. Tránh xa tử sắc, hạn chế đến những nơi tối tăm ẩm ướt cũng như là những nơi nhiều tà khí sẽ giúp cho chú chuột tránh được những hậu họa tiềm ẩn cho sức khỏe. Nhìn chung sức khỏe của tuổi Bính Tý năm 2020 có kém, hãy thỉnh bát bảo tâm kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống gia đạo, tình cảm vợ chồng không được tốt, trong nhà thiếu hòa khí, có nhiều chuyện buồn đưa tới. Đối với nữ Bính Tý còn đơn thân thì đây là một năm không tốt để yêu đương, tình cảm có sự chia ly, gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm. Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sức hợp Với những bạn chưa lập gia đình thì để có được sức hấp dẫn hơn với người khác phái. Ai cũng biết chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên vật phẩm phong thủy nào có hình tượng chim công cũng sẽ đem lại may mắn trong tình duyên. Khổng tước phỉ thúy được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chính vì thế mà khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy kích tình duyên hàng đầu, được các khách hàng bên phong thủy may mắn tin dùng. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, chú ý bệnh do tâm sinh ra, đau ốm bệnh tật thì lâu khỏi. Cung nhị hợp tử vi tuổi Bính Tý năm 2020, nữ mạng có các sao Tấu Thư, Thiếu Âm, Hồng Loan, Suy. Đây là bộ sao chủ vì trong nhà có người già đau ốm, khó qua khỏi. Nhìn từ góc độ phong thủy thì năm 2020 thủy vượng, hỏa và kim chịu áp chế nên suy yếu, mà hỏa bị thủy khắc nên con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp cũng như là bệnh về tim mạch.
Nhìn chung sức khỏe của nữ mệnh Bính Tý 2020 có kém, hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn không được tốt và không được sự hỗ trợ của anh em, bạn bè và người thân. Cung xung chiếu tử vi nữ sinh năm 1996 năm 2020 có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Chỉ, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La, Tuần. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài chú ý, miền sông nước và công việc gặp nhiều khó khăn. Do Thái Tuế Tý Thủy quá vượng khắc chế yếu tố hỏa trong ngũ hành, mà hỏa vừa khéo lại là tài tinh của tuổi Tý, nên con giáp này cần phải lưu ý những điểm sau để tránh bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc. Cung đặt mệnh tử vi tuổi Bính Tý nữ mạng 2020 có các sao Phượng Cát, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về nhà có chuyện buồn, công việc khó khăn, chú ý mất mát tiền bạc của cải. Xét về tài lộc, tiền bạc khó khăn, có sự tiêu pha và hao tán nhiều trong cuộc sống. Cung tam hợp tử vi tuổi Bính Tý 2020 nữ mạng có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên thì chú ý sức khỏe không được tốt và có chuyện buồn trong gia đình. Để chiêu tài lộc gặp ít sóng gió, khuyên anh chị nên thỉnh vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Bính Tý 2020. Tử vi tháng 1 2020 âm lịch, trong tháng đầu năm Canh Tý 2020, vận trình của người tuổi Bính Tý không được tốt. Trong tháng đầu năm Canh Tý 2020, vận trình của người tuổi Bính Tý không được lạc quan cho lắm, công việc khá là khó khăn trở ngại, gặp nhiều chuyện không như ý. Con giáp này có thể bị lãnh đạo phê bình, khách hàng gây khó dễ, dù bỏ ra không ít công sức, vất vả chăm bề, nhưng cuối cùng lại chẳng được hưởng thành quả là bao. Có điều, ông trời có mắt chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, càng khi khó khăn trở ngại, càng phải giữ cho mình tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của mình, dùng sự lạc quan để đối mặt với mọi thách thức trong đời, rồi sẽ có được mục tiêu mình muốn. Về phương diện tình cảm, tuổi Bính Tý cũng chẳng được thuận tâm, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với nhau, thậm chí là có thể lừa dối phản bội nhau. Sống cùng nhau mà bằng mặt chẳng bằng lòng, hạnh phúc chẳng thấy đâu mà chỉ toàn thấy nỗi buồn. Bản mệnh hãy nhìn kỹ lại mối quan hệ của mình, nếu còn tình cảm thì còn có thể cứu vãn, hãy tha thứ, bao dung cho nhau để giữ lấy hạnh phúc. Còn nếu tình cảm đã cạn thì nên học cách buông tay, đừng gò ép bản thân mà khiến mình càng lún sâu vào bi kịch. Tử vi tháng 2 2020 âm lịch. Trong tháng 2 âm 2020, người tuổi Bính Tý sẽ có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực về phương diện tài lộc và sức khỏe. Dù là người kinh doanh làm ăn lâu năm hay là người mới bước chân vào trường đời thì cũng sẽ có được nguồn thu nhập vô cùng khả quan. Thu nhập chính gia tăng, thứ tài cũng khởi vượng, bản mệnh gặp may mắn nhiều về tiền bạc, khả năng trúng thưởng, trúng tiền là rất lớn. Việc đầu tư kinh doanh sẽ có nhiều tiến triển tốt, bạn cũng có thể thử sức mình để khởi nghiệp trong một lĩnh vực nào đó. Có điều, phong thủy may mắn vẫn cho thấy bản mệnh đừng nên quá tham lam quá mức mà đẩy mình vào nguy hiểm. Thời thế có thể xoay chuyển, hãy lưu ý để có được những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Thời tiết ấm dần lên, sức khỏe của tuổi Bính Tý cũng dần tốt hơn, có những dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên thì bản mệnh đừng vội thấy thế mà chủ quan, hàng ngày vẫn cần phải dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng. Từ vi tháng 3 năm 2020 âm lịch, bước vào tháng 3 âm năm Canh Tý, người cầm tinh con chuột sẽ đón nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên của bạn khá là lý tưởng, có được những điều mình mong muốn. Người độc thân thì sớm tìm thấy chân tình, người có đôi thì sẽ sớm tìm thấy tình yêu và ngày càng thăng hoa rực rỡ. Người tuổi Bính Tý nếu đã lớn tuổi mà còn độc thân thì khả năng tìm được mảnh ghép của đời mình là vô cùng lớn. Có điều bạn cần nhớ, cơ hội không có nhiều. Nếu chính bản thân mình không chủ động nắm giữ thì hạnh phúc sẽ lại chạm vai lướt qua. Đừng ngại ngùng hay là tự ái mà để lỡ chuyện chung thân đại sự của mình. Tuy nhiên, đối lập với bức tranh tình cảm đầy màu sắc tươi sáng thì lại là sự ảm đạm trong công danh và tài lộc. Bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn chắc trở trong tháng 3 này. Công việc không được như ý muốn, cứ ngỡ gần chạm tới thành công thì lại đủ chuyện bất ngờ phát sinh, thậm chí là phát sinh với tần suất khá dày, sẽ khiến cho bản mệnh rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng. Bạn không xác định được vấn đề phát sinh là do đâu, đôi khi càng thêm tự trách mình là
là đã chủ quan, không kiểm soát được mọi tình huống hay có phương án dự trù phù hợp, tránh để khủng hoảng xảy ra. Trong trường hợp này thì tuổi Bính Tý cần phải tự điều chỉnh tâm lý cho mình. Hãy cho bản thân thời gian để cân bằng trước những biến cố, đừng ép mình trở nên hoàn hảo. Sai sót là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, hãy tìm cách để hạn chế nó, sau đó tiếp tục hỗ trợ để hoàn thành tốt phần việc của mình. Tử vi tháng 4 2020 âm lịch. Tử vi tuổi Bính Tý tháng 4 âm lịch năm 2020 thể hiện sự tăng tiến trong vận trình của con giáp này. Tài lộc thì khá là ổn định, không có nhiều biến động quá lớn so với tháng trước đó. Về phương diện công danh sự nghiệp, tuy con giáp này đôi khi vẫn mắc phải sai sót, nhưng nhờ có sự hiện diện và giúp đỡ của quý nhân nên cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Xong, điều bạn cần lưu ý là phải học cách nâng cao khả năng ứng biến linh hoạt của mình trước những sự việc, sự cố bất ngờ phát sinh, nên có phản xạ phù hợp, tránh mắc đi mắc lại cùng một lỗi. Đồng thời trong tháng 4 này, bản mệnh sẽ tiết kiệm được một khoản khá lớn so với tháng trước đó. Đặc biệt các bạn tuổi Bính Tý làm kinh doanh nhỏ lẻ sẽ có nhiều cuộc mua bán khá lớn mà chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi, khách hàng tự tìm tới tận nơi. Hãy nhân cơ hội này để thu tài lộc về tay nhé. Tử vi tháng 5 2020 âm lịch. Tháng 5 này tử vi của tuổi Bính Tý báo hiệu về sự biến động cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể vận trình trong tháng 5 âm lịch càng ngày càng xuống dốc. Có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn. Có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế xảy ra. Tuy nhiên thì trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất đi kiểm soát về cảm xúc của mình. Ai thấy người mình yêu sắp bị cướp đoạt thì cũng khó giữ được bình tĩnh. Nhưng nếu bạn vẫn còn yêu và muốn níu giữ hạnh phúc của mình thì hãy cố gắng trấn tĩnh. Tìm cách để thể hiện tình cảm của mình với người ấy, cố gắng nắm chặt trái tim đối phương. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt mà quên rằng mình còn một nửa để yêu thương. Đừng để cho kẻ thứ ba thấy khoảng cách giữa hai người mà chen chân vào. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay là người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước. Hành động bốc đồng, thiếu sự cẩn trọng, dễ dẫn đến hậu quả khôn lường. Không chỉ lợi ích cá nhân bạn bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Tử vi tháng 6 2020 âm lịch. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2020, vận trình sự nghiệp của tuổi người Bính Tý vẫn có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm. Sức khỏe của con giáp này cũng là một trong những vấn đề cần phải đặc biệt lưu tâm. Còn xét về công việc, khi hợp tác cùng khách hàng, đối tác trong quá trình trao đổi đàm phán, con giáp này cần phải cố gắng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nhất có thể. Hễ đối phương đặt ra tình huống gì thì cũng có cách giải quyết phù hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tự nâng cao tinh thần cảnh giác, lưu tâm đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất, để tránh tình trạng bị lừa gạt, làm ăn gian dối, hạn chế những tổn thất quá lớn cho công ty. Còn về sức khỏe của tuổi Bính Tý trong thời gian này thì chịu nhiều ảnh hưởng khá nhiều bởi sự biến động của thời tiết. Trời nắng nóng gay gắt, không nên phơi nắng ngoài trời quá lâu. Nhẹ thì chỉ bị cháy nắng, nặng có thể say nắng, gây nguy hại đến sức khỏe. Đặc biệt con giáp này nếu có làn da mẫn cảm thì có thể vì thế mà sưng tấy, lột da, da ửng đỏ vì cháy nắng quá lâu. Dù nóng được nhưng cũng chớ nên ngồi quá gần quạt hay là điều hòa mà bị trúng gió cảm mạo. Tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn năm 2020, tài vận sự nghiệp của tuổi Bính Tý chẳng những không gặp phải điều gì xui xẻo mà ngược lại còn may mắn hơn nữa. Những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như là sự tăng tiến về tài lộc. Riêng về tài vận, tuy phát triển không quá nhiều nhưng chắc chắn đủ để bạn chi tiêu rủng rỉnh. Ngoài thu nhập ổn định từ công việc chính thì bản mệnh còn có thêm nguồn thu ngoài luôn nữa. Đặc biệt nếu con giáp này khôn khéo lựa chọn thời cơ để đầu tư thì cũng sẽ có được mức lợi nhuận khổng lồ.
Tháng 7 năm 2020 cũng là lúc mà cơ hội để học tập bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm của bạn có nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, bạn có cơ hội được phân công đi công tác ở các tỉnh khác hay là đi nước ngoài học tập thêm về lĩnh vực quản lý. Đây là cơ hội khá lớn, không phải ai cũng có được. Bạn hãy nắm bắt lấy thời cơ trời cho này. Cố gắng dành thời gian để nạp điện cho mình, giữ cho tinh thần hăng hái tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm. Cũng cần phải mở lòng mình, năng nói chuyện tiếp xúc với mọi người. Tài vận cực kỳ lý tưởng trong tháng 7 âm, tuổi Bính Tý ngoài thu nhập từ công việc chính khá ổn định thì có thể sẽ có nguồn thu khác khá dồi dào từ lợi nhuận của các dự án đầu tư, đủ để bạn chi tiêu thoải mái. Tử vi tháng 8 2020 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tháng của lễ hội Trung Thu và vận trình tình cảm của tuổi Bính Tý có nhiều biến động thăng trầm như màn múa lân vậy. Ngược lại, sự nghiệp của con giáp này lại rơi vào trạng thái trì trệ, không có sự thăng tiến nào cả. Về phương diện tình cảm thì bản mệnh cần phải cố gắng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Nếu thực lòng yêu thì hãy dùng hành động và cả lời nói nữa để thể hiện sự chân thành của bản thân mình nhé. Không cần phải thể hiện mọi lúc mọi nơi, tính toán nọ kia cho mệt mỏi mà hãy dành điều trái tim mình mách bảo. Bởi lẽ tình yêu xây dựng trên nền tảng lợi ích chứ không phải tình cảm thuần túy thì khó lòng mà bền vững lâu dài. Người ấy có thể đôi khi sẽ cảm thấy mơ hồ về chuyện tình cảm của hai người, có khi lạnh nhạt xa cách, có lúc lại trao cho bạn tia hy vọng về hạnh phúc không còn xa nữa. Đừng đứng yên một chỗ trời nữa mà hãy chủ động tiến lên để khẳng định chủ quyền. Trong công việc thì bạn đang không mấy tập trung làm việc, chính vì thế mà dễ mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cá nhân, có thể phải dùng tiền bạc để bồi thường. Bạn cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Khi làm việc, hãy gạt hết chuyện tình cảm sang một bên, đừng để mình bị tác động, vừa thể hiện sự chuyên nghiệp trưởng thành, vừa tránh được sự phê bình, trách phạt của cấp trên. Tử vi tháng 9 2020 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Tý, tài vận của con giáp này bị vận trình sức khỏe làm ảnh hưởng. Sức khỏe càng yếu kém thì tài vận sẽ càng sa sút. Con giáp này rất dễ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn, có thể là bị vật sắc nhọn đâm vào, ảnh hưởng đến cả xương tủy. Quá trình điều trị thì tiêu tốn không ít tiền của, thuốc thang cũng tắt đỏ không kém. Nếu bạn muốn giảm bớt những tai họa thì bạn cần phải lưu ý khi sử dụng những vật dụng mang tính sát thương như dao kéo khi đi lại ngoài đường thì nên chú ý giữ khoảng cách an toàn cho mình. Sức khỏe không được tốt nên hạn chế dùng đồ lạnh hay là dầu mỡ, cay nóng, không tốt cho dạ dày, cũng không tốt cho tổng thể sức khỏe. Tử vi tháng 10 2020 âm lịch, tuổi Bính Tý tháng 10 âm lịch, sự nghiệp không có điểm báo khá lên, vận trình vẫn dậm chân tại chỗ, riêng vận trình tình cảm thì có những bước tiến đáng kể. Xét về phương diện công danh sự nghiệp thì bản mệnh đang gặp phải khủng hoảng trong các mối quan hệ xã giao, bạn dễ nảy sinh tranh chấp hay là hiểu lầm khá thường xuyên với đồng nghiệp, khiến cho việc hợp tác cùng làm việc kém hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Quan hệ với cấp trên của tuổi Bính Tý cũng có thể bị xấu đi nhanh chóng vì bị tiểu nhân ganh ghét, buôn lời xúc xiểm. Mà có thể tiểu nhân chính là đồng nghiệp đang mâu thuẫn với bản mệnh. Nếu gặp phải tình huống này, bản mệnh nên cố gắng nói ít làm nhiều, dùng hành động để chứng minh năng lực, dùng thành tích để chứng minh mình có thể thành công. Tình cảm giữa con giáp này và người ấy có những dấu hiệu tăng nhiệt, tình cảm thăng hoa. Nếu muốn giữ trái tim người mình yêu thì cần phải bỏ thêm tâm tư và thời gian để tâm sự, chia sẻ cùng với người ấy những vui buồn trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, đường tài lộc hay là công danh của con giáp này đều khá tốt. Tuy nhiên, tuổi Bính Tý lại cần phải lưu ý về vấn đề sức khỏe. Công việc trong quãng thời gian này không quá vất vả, song bản mệnh nên lưu ý để nắm bắt cơ hội hiếm có mà thể hiện tài năng của mình. Với những thành quả thực tế có được thì chắc chắn cấp trên sẽ hài lòng, tạo điều kiện cho bạn được tăng lương thăng chức. Đương nhiên, việc thể hiện năng lực xuất chúng là điều đáng mừng, song tuổi Bính Tý cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẽ quá mức. Cây càng cao thì gió càng lớn, lùi một bước là tiến ba bước. Đừng tự cao tự đại mà khiến cho đồng nghiệp sinh lòng ganh tức, bày mưu tính kế hãm hại. Sức khỏe của người tuổi Chuột trong tháng gần cuối năm nay không được lý tưởng cho lắm. Bạn có thể bị cảm lạnh hay là mắc bệnh về đường hô hấp, nên chú ý giữ ấm cho cơ thể thường xuyên. Đừng vì cái đẹp mà ăn mặc phong phanh giữa trời giá rét. Tử vi tháng 12 2020 âm lịch.
Theo dõi tử vi hàng tháng của tuổi Bính Tý, trong tháng Giáp Tết này, vận trình tổng thể của tuổi Bính Tý có khuynh hướng tăng chậm, dù không vượt quá mức dự kiến nhưng cũng là dấu chấm hết năm khá trọn vẹn. Về phương diện tình cảm, người tuổi này nếu còn đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực thì cuối cùng cũng nhận được sự hồi đáp của đối phương. Tình yêu thăng hoa nhanh chóng, đôi lứa thì mong ngóng sớm về chung một nhà. Có thể ngày cuối tháng này sẽ có một đám cưới diễn ra. Trong công việc thì bản mệnh không bị quấy nhiễu quá nhiều bởi tiểu nhân, lại được cấp trên ưu ái giúp đỡ nên có thể nói là như cá gặp nước. Thành tích trong tuần này không được tốt lắm, song tiền thưởng tiền hoa hồng lại cao hơn gấp nhiều lần, có thể thoải mái mua sắm hết những thứ mình thích. Tóm lại, đối với tử vi tuổi Bính Tý, năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn, tình cảm, gia đình, công việc đều khó khăn, trong nhà thì luôn có sự cãi vã, xung đột lẫn nhau. Ngoài ra, sức khỏe không được tốt, cần phải chú ý, xe cộ đi lại thì phải cẩn thận. Vì thế tuổi Bính Tý sinh năm 1996 trong năm 2020 có hung tinh chiếu mệnh lại gặp phải sao hạn thiên tinh nên cuộc sống có nhiều khó khăn trở ngại. Nếu biết cách mưu tính, kinh doanh buôn bán, giữ gìn sức khỏe và thành tâm mong đức Phật phổ độ thì mới mong được thuận lợi. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020, xem tử vi tuổi Bính Tý năm 2020, cả sự nghiệp tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải là không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bản mệnh dễ đau yếu bệnh tật. Để hạn chế bớt tà khí xấu ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy mang theo bên mình phù thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu tài lộc và mang lại sức khỏe bình an. Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay là cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc là màu xám. Ngoài ra, từ đầu năm nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho họa huyết quang có thể xảy ra. Năm 2020 cũng là năm trực thái tuế của tuổi Bính Tý, con giáp này phạm thái tuế nên càng phải thận trọng giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị chính đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường. Trong năm cửu tử nhập cung chính nam cũng là cung đào hoa, mệnh chủ nếu biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc. Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Bính Tý thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình. Các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình, chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.